Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ở video này chính là một video cực kỳ đặc biệt, bởi vì mình và Vidax sẽ cùng nhau PvP trên mobile hay còn gọi là điện thoại các bạn. Các bạn có thể thấy là tụi mình đang di chuyển khá là nhanh. Và đặc biệt nhất ở video này đó chính là tụi mình có thể tự chọn những trái quỷ nào mà mình muốn. Tuy nhiên mỗi trái quỷ chúng ta chỉ được phép chọn một lần duy nhất, và ai giành được 5 điểm đầu tiên sẽ trở thành ông chùm PvP trên điện thoại. Rồi bắt đầu trận đầu tiên nè, anh sẽ sử dụng trái nào đây? Rồi em giữ bí mật trái quỷ của anh nha, em chọn nha. Em chọn rồi. Từ đợi anh bật haki lên cái lúc nào ta. Rồi. Đủ chưa? Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đó. Ôi hay luôn. Ôi dạ. Ôi khó lắm phải. Em đâu rồi? Anh không thấy em luôn á. Mày, ôi chúng kìa. Dạ. Nè, chạy. Ôi, sao né được hay vậy? Không. Chắc anh đang chạy điện thoại mà. Ôi, đứng đó. Ôi dạ. Từ hôm qua em đâu rồi? Em đang đâu vậy? Ôi có. À, thấy em rồi. Mày, làm sao lướt vậy Phúc? À, thấy lúc lướt rồi. Ừ, anh lại không thấy em rồi, em đang đâu vậy? Mày giả bộ phải không? Giả bộ không thấy mày. Ôi khó xài chiêu chúng quá, đừng nhảy lên Phúc ơi. Rồi. Chết luôn. Yes sir. Nè phát cuối nè. Chạy. Ui sao né được hay vậy? Mày sao? Anh đang xài chiêu sẻ Phúc ơi. Nè. Mình phải ngắm mới được. Ơi Phúc biết chơi, nhảy lên trời kìa. Rồi. Nhảy lên trời thôi anh. Anh không điều khiển được, cái quách rồi. Ôi hay chạy điện thoại hay quá các bạn ơi. Ôi em quýnh chút bánh hoài vậy. Mày ai mày? Em với mày á. Nè. Em biết. Ôi hay vậy. Này dùm chữ Z nè. Đón hết. Nè dùm chữ C nè, đón hết. Ây da. Nè. Ôi em đâu rồi. Ông ơi điện thoại em nhỏ quá à, anh không thấy em ba. Ôi đừng quýnh nữa. Điện thoại bị liệt phía dưới em nhắn chép không được. À, mày đó. Ui rồi Phúc ơi em chết rồi. Ui gì hay vậy? What the hell? Anh bay một chỉ luôn rồi. Em đá luôn cái anh bay anh C3 luôn chứ. What the hell? Cũng kiểu mày kinh một xúc chết luôn. Ôi gì mày kinh lại. Rồi đến trận tiếp theo đi má. Sao xài cho mua chi cũng thua nữa trời. Mấy trái kia chắc lỏ luôn quá. Em cứ nhảy anh trời mà. Đéo quýnh chúng em được ba. Ôi gì anh cũng nhảy đi anh. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi, mày anh tính nhảy đúng không? Nhảy hậu. Nó xài cái này cần nhiều quýnh các bạn, trúng hết chiêu rồi. Nó đâu rồi. Mày. Cũng hay. Mày. Cũng ui, hay ui. Khó nha. Đừng có tiếp cận anh Phúc ơi. Ủa sao tự xài chiêu luôn vậy, anh có bấm xài chiêu đâu. Mày. Thì để em bấm xài chiêu giùm anh. Mày xài chiêu giùm anh hả? Mày ảo nè. Chạy. Hút. Ai thằng hút chữ nhất? Sạm á. Biến hình khủng long. Rồi chạy. Ủa chưa quýnh chúng mà chạy gì? Anh này Này thì sáng. Ai? Vậy là trái T-Rex đã trở thành trái tủ mới của mình nha các bạn. Đỉnh vậy. Rồi đến trận tiếp theo chưa? Đây bắt đầu đi. Anh chưa chọn trái quỷ bắt đầu vậy. Rồi vô nè. Ôi sợ chứ bồ à. Xin lỗi rồi cô. Ây da mạnh vậy. Xin lỗi gì vậy? Ui. Xin lỗi. Ui cái gì vậy? Xem ghê vậy. Xin lỗi. Ui cái gì vậy? Khó xà chiêu quá. Ôi kinh đừng Phúc ơi đừng. Tóc biến sao tóc biến là khó ngắm lắm á, là thật ra kiểu nó rất là khó luôn á. Cái ngón tay anh che hết cái màn hình luôn rồi ba. Rồi cào. À bật haki quan sát lên được các bạn. Đó mình biết ngay mà. Ui 5000 đam luôn kìa. Sao dữ vậy? Ôi xàm quá à. Theo một chiêu 5000 đam rồi sao chơi. Man lại. Chưa đâu. Man, no way man. Ừ bật haki quan sát lên cái thấy nó này nè. Bùm. Chưa được nữa hả? À, ủa sao anh tóc biến vậy? Ủa gì vậy? Wow. Ủa là em đang quýnh anh mà ta. Ủa sao em chết? À cái này anh cũng không biết nha, nhưng mà mình là người chiến thắng các bạn ơi. Yeah. Rồi tới trận tiếp theo nha, chọn trái quỷ đi. Trái nào cho ta? Rồi thì mình bắn chiêu không trúng, mình xài trái số 3 chiêu các bạn. Thông minh mà, sẵn sàng chưa? Ờ em sẵn sàng rồi đó. Vô. Mày. Ôi cái gì vậy? Ơi em chắc chắn gì lựa chọn em không vậy Phú? Ôi anh combo em kìa. Cửi thú.
Cái này lúc nào nó cũng phế, em tưởng trên điện thoại anh sẽ bị chậm chậm á, nên sẽ trúng dễ hơn ai ngờ. Em bị khùng hút trái đó kiểu siêu phế luôn á. À chắc để dành mới chết mạnh mạnh gì sao đúng không? Em thông minh á, nhưng mà bây giờ em chết đi. Anh còn không thấy em nữa bà. Ui gì sao em kế bên vậy? À hai con sát nè, hai con sát lên. Ui trúng rồi kìa. Mày, từ từ từ. Cú đấm này đã khiến ai mất cái lỗ trên bụng. Ui 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 ui. Có cái lỗ trên bụng mới đúng nè. Ôi xin lỗi, lộn. Em sẽ trở thành thằng A thứ hai, em là thằng A. Ui, ui. Thằng A kìa, what the fuck. No way, cái pha đó là sao vậy? Cái ngón tay anh che hết cái màn hình, anh không thấy thiên thạch nữa. Rồi, em biết cái này mạnh nè. Rồi, đến trận tiếp theo nè, em sẵn sàng chưa? Anh phải chọn trái kỹ kỹ tới. Ui gì vậy? Trái lớp khó nhắm lắm nha Phố, khó nhắm lắm á nha. Anh nói why out thôi. Sam nè, Sam chịu Sam bạn kia em không cần nhắm luôn em đâu. Ôi cái gì vậy? Ôi bạn quýnh đau vậy? Cứu cứu nhắm đâu. Chặng này kết thúc rồi. Ai da cái gì vậy? Ôi em quyến rũ anh, em quyến rũ anh. Em là bo thằng cốc nè, em đẹp không? Ôi coi dáng đứng của bị đắt kìa các bạn. Thôi được rồi, để mình chọn trái quỷ tiếp theo các bạn ơi, không thể để thua được. Mình mới là ông chùm BB trên điện thoại. Lần này anh không để em thoát đâu, vây đắt à. Nãy giờ anh quên bật hạt kêu quan sát thôi, sẵn sàng chưa? Rồi, em sẵn sàng luôn rồi đó. Đâu? Mày! À quên, cái bạn fan á. Đó vậy trời. Cái bạn fan kêu anh lóc màn hình lại. À chuẩn, có khóa màn hình lên nè. Đâu, đâu, em đâu rồi? Ui, cái gì vậy? Rồi. Quay, mày chạy. Cái này nè, ủa gì vậy? Ủa phải đè chiêu hả? Nè, nè, dính trưởng. Ôi chạy các bạn ơi, Spider-Man. Đâu rồi ta? Nè. Một hit là cút. Ủa cái này là sao? Cái này mà không trúng đi. Tóc biến nè. Nè, chói lại nè, nhà tù. Chiêu về. Bum. Ôi. Sao vậy được? Anh là Spider-Man đó phô. Do vi đắc nó xài mấy chiếc spam các bạn ơi. Lần này mình sẽ chọn trái quỷ cực kỳ mạnh luôn. Em sẵn sàng chưa phô? Rồi, lần này em sẽ giết anh bằng cách khinh bỉ nhất. Ai, lần này anh kết thúc trận đấu nhanh luôn nha. Anh không nhượng đâu. Biến hình leo bát. Ây da. Em sẽ giết anh bằng một cách khinh bỉ nhất có thể luôn. Rồi, mày đừng giỡn. Tại anh xài điện thoại cùi thôi. Điện thoại iPhone 19 vô mắt của anh đó phô. Chưa ra mà ta. Rồi, đừng có giỡn cái điện thoại iPhone 19 vô mắt của anh. Đang đánh này. Vậy. Đó, đánh ai, đánh ai. Biết đánh ai chưa, Ôi, hay dạ. Ây, sao ngắm được. Nè, bắn nè. Một shoot là gục, em biết Mikay không? Một shoot là gục. Mày. Mắt là sướng. Ây dạ. Rồi, bỏ cái khiên ra. Rồi, nè, chiêu ép nè. Ui. Chiêu ép, mày chiêu. Chiêu C thì sao? Nè, một shoot là cút nè. Cái gì vậy? Ôi, hình như em mới bài đúng không Phô? Em văng mấy chục mét luôn á. Rồi, hồi nãy anh cũng bị em shoot vậy á. Hình như trái leo bát nó mới update thì phải. Thì tại em hơi chủ quan thôi. Tiếp theo đi. Rồi, đến lựa trái quỷ tiếp theo mới được. À, trận này phải kỹ các bạn ơi. Ơi mà cái này bấm chiêu cái nó phải xài liền luôn hả chứ không có được ngắm hả ta? Có bạn nào biết cách ngắm không chứ không ngắm được. Mình kiểu mình muốn xem màn hình á nha, cái nó không cho mình ngắm. Ui. Ôi xài chứ gì vậy? Điện thoại anh lỏ quá không thấy được em xài chứ gì vậy á. Nãy xài trái lớp. Mày cái này cho nó tấn công anh. Mày. Nhưng mà em biết giờ không, trái gót á thì cái chiêu nó yếu hơn. Ui tầm 7 ơi. Đè liệt nha. Em đâu rồi? Ui, 9 ca máu, 11 ca máu. Ôi. Ma diệt vong. Lướt lên, xài chiêu ít. Ơi, em lọt xuống đất luôn rồi, lên ơi. Đâu? Ôi, hắc hả? Ui giờ sao? Trời lên đây. Ôi, mày đắt nó lọt xuống đất cái chơi ăn gian kìa. Mày ăn gian. Anh ủi em nè. Trúng không? Dạ, khó. Ơi, em chết dưới nước. Ôi, hay. Hay. Em không phải diễn đâu, không có điều khiển gì đó được, chứ nó hẹp lắm. Ơi, mày đắt nó tính chơi ăn gian núp dưới đó, ai ngờ. Ai đều đó nha, còn một trận cuối cùng đó nha, trận trái quỷ kỹ đi. Rồi, trận cuối cùng thì biết ai thắng luôn. Ok, rồi. Anh chọn xong trái quỷ rồi đó, em ổn không? Ôi, em xài chứ sao biết hả? Ủa sao biết ta? Ôi, chắc anh không thấy. Ui, hai chú xét lên, Ui, đau quá vậy. Tàn đời rồi lên, tàn canh lên mình. Mày, anh còn có một ca máu à, nhanh quá vậy. Ây da. Cái gì vậy? Hai chiêu luôn bạn, kiểu hai chiêu chết luôn. No way. Biết Việt Nam bạn ơi, tôi du chỉ còn là cái tên. Ơi, phát biểu cảm nghĩ sau khi trên điện thoại em cảm thấy thế nào không?
Em cảm thấy nó thật sự khó chịu, kiểu không có ngắm được chiêu á. Còn cái mà anh thấy khó chịu nhất á, đó chính là cái ngón tay anh che nữa màn hình này, không thấy thủ đâu luôn. Mất hai quan sát coi như là không thấy em luôn á. Ôi cái điện thoại iPhone 16 rồi mắt của mình gì kỳ vậy ta. Thôi thì lady and gentlemen, người chiến thắng của video ngày hôm nay lại là Vidắc nữa. Trời các bạn ơi, mình bro vãi. Nolea da đen đã trở thành người chơi điện thoại bro nhất trong hai tụi mình.